Hello mọi người, mình sẽ quay lại giới thiệu đến mọi người cái dự án này số mang tên là Bootcoin phần 3 đúng không? Thì đây là cập nhật cái lộ trình của cái dự án đúng không? Cái dự án nó hình thành ý tưởng rất là lâu từ tháng 8 năm 2014 đúng không? Thì bắt đầu phát triển bot hệ sinh thái hàng đầu để theo dõi sức khỏe và thể lực qua các thiết bị đeo và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Thì tháng 8 năm 2015 được thành lập mà Bot Hero App để theo dõi tất cả một cái sức khỏe và tập thể dục. Tháng 9 năm 2016 thì bắt đầu bán bot wearable trên cái nền tảng thương mại điện tử Ấn Độ. Tháng 1 năm 2017 thì bot trở thành thương hiệu công nghệ số 1 của Ấn Độ. Bootcoin Platform Development bắt đầu đúng không? Tháng 5 năm 2018 giai đoạn 1 ISO MVP. Chúng tôi sẽ giới thiệu MVP ứng dụng Bootcoin tại Ấn Độ vào tháng 5 chỉ trong thời gian cho ISO của chúng tôi. Tháng 7 năm 2018 giai đoạn 2 thì giới thiệu các cái hợp đồng thông minh Bot Smart Contract phù hợp với các cái Smart Contract được đưa ra trên nền tảng Way. Thì ứng dụng Bootcoin hệ sinh thái nền tảng, hệ sinh thái của Bot bao gồm các cái mối quan hệ đối tác thực sự, các nhà bán lẻ, thương gia doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, công ty bảo hiểm và các cái doanh nghiệp khác trên nền tảng di động và đánh giá cao. Nền tảng này sử dụng cái công nghệ số kế toán phân phối để tăng sự tương tác trung thành trên cái cơ sở sức khỏe được cải thiện. Cái thành phần cốt lõi thì động cơ khen thưởng sức khỏe bot cho phép kiếm khai thác bot coin với các cái bước và thành tích sức khỏe cá nhân. Sự tham gia vào trò chơi của bot thì cho phép ta tạo ra các cái thử thách, các cái giải đấu và trò chơi, các cái thương hiệu người nổi tiếng và các công ty được tài trợ để thưởng cho những người tham gia. Ngoài ra thì cho phép các cái thương gia tạo ra các cái chương trình khách hàng thân thiết trên nền tảng bot. Thì thị trường phân cấp bot cho phép niêm yết và bán sản phẩm cho khi mở một các cái mục đích sử dụng khác bao gồm lợi ích bảo hiểm, thanh toán hóa đơn, tiện ích đặt chỗ giải trí, cửa hàng ngoại tuyến và hơn đến nữa không ạ. Thì việc quản lý danh tính ID sức khỏe của bot cung cấp cái danh tính kỹ thuật số cho từng người dùng cá nhân. Đấy sẽ là một ID sức khỏe toàn cầu trên blockchain, cung cấp cái mức độ bảo mật riêng tư. Ví điện tử bot cho phép truy cập vào tất cả các cái dịch vụ tài chính trong hệ sinh thái bot. Thì nhiều tùy chọn nạp tiền, giữ tiền mặt hoặc là nhiều tiền điện tử, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, trao đổi phi tập trung. Cái lợi ích của người dùng đúng không? Thì mua hàng hóa dịch vụ với Bitcoin này, phần thưởng trung thành, chuyển đổi crypto, kiếm coin với cải thiện sức khỏe cá nhân. Kiếm coin bot bằng cách tham gia các cái giải đấu trò chơi, nhận quyền lợi bảo hiểm, tận dụng sức khỏe đúng không? Đa chữ ký để lưu trữ tiền mặt và crypto. Như lợi ích của các doanh nghiệp thì thu nhận khách hàng, duy trì khách hàng, mức độ trung thành của khách hàng, cam kết thúc đẩy sự tiến bộ của sức khỏe thế giới, lợi thế của việc đi trước trong không gian, công cụ thông tin chi tiết để ra quyết định tốt hơn, phần thưởng không hết hạn và có xu hướng tăng giá không? Thì mình sẽ kết thúc cái phần trình bày thứ 3 ở đây.